Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn lịch sử lớp 9, trang 8 đến trang 12, bài 2, Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945. Học xong bài này, các em sẽ trình bày được những nét chính về phong trào cách mạng và sự thành lập quốc tế cộng sản, đại suy thoái kinh tế năm 1929-1933, sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu. Nhận biết được tình hình chính trị và sự phát triển kinh tế của nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Mở đầu, ngày 9 tháng 11 năm 1918, hàng trăm nghìn công nhân và binh lính thủ đô Berlin đình công, biểu tình lật đổ Hoàng đế Đức. Sự kiện này khởi đầu cuộc cách mạng tháng 11, dẫn đến sự sụp đổ của đế quốc Đức. Cũng trong thời gian này, những cuộc đấu tranh của nhân dân diễn ra ở hầu khắp các nước châu Âu, tạo nên phong trào cách mạng 1918-1923. Vậy những cái nét chính về phong trào cách mạng ở châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? Quốc tế cộng sản được thành lập ra sao? Đại suy thoái kinh tế 1929-1933 và quá trình hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu diễn ra như thế nào? Tình hình chính trị và kinh tế của nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới có điểm gì nổi bật? Thì để trả lời được câu hỏi này, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Một, La Mã, phong trào cách mạng 1918-1923 và sự thành lập quốc tế cộng sản. Một nhỏ, phong trào cách mạng 1918-1923. Thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga và sự thành lập của chính quyền Xô Viết đã tác động mạnh mẽ đến các nước châu Âu. Hậu quả nặng nề của chiến tranh thế giới thứ nhất đã thúc đẩy phong trào cách mạng bùng nổ và phát triển trong những năm 1918-1923. Phong trào diễn ra ở hầu hết các nước châu Âu, tiêu biểu là Đức và Hungary. Công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động tiến hành đấu tranh dưới nhiều hình thức, đặc biệt là tổng bãi công và khởi nghĩa. Với mục tiêu ban đầu là khống chế chế độ quân chủ, chống chính quyền tư sản, sau đó là xây dựng mô hình nhà nước mới, theo kiểu nước Nga Xô Viết. Từ phong trào này, đảng Cộng sản được thành lập ở một số quốc gia như Đức năm 1918, Pháp 1920, Anh 1920, Italia 1921. Đỉnh cao của phong trào là việc thành lập các nhà nước Cộng hòa Xô Viết Hungary tháng 3 1919, Cộng hòa Xô Viết Bavaria Đức tháng 4 1919. Từ cuối năm 1923, phong trào tạm lắng khi chính quyền của giai cấp tư sản ở các nước tiếp tục tăng cường đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân. Hình 2.2, lược đồ phong trào cách mạng ở châu Âu những năm 1918-1923. Câu hỏi trình bày những nét chính về phong trào cách mạng ở châu Âu những năm 1918-1923. Những nét chính về phong trào: do hậu quả nặng nề của chiến tranh thế giới thứ nhất và tác động của cách mạng tháng 10 Nga 1917, vào những năm 1918-1923, phong trào cách mạng đã bùng nổ ở hầu khắp các nước tư bản châu Âu, tiêu biểu là Đức và Hungary. Công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động tiến hành đấu tranh dưới nhiều hình thức, đặc biệt là tổng bãi công và khởi nghĩa. Với mục tiêu ban đầu chống chế độ quân chủ, chống chính quyền tư sản, sau đó là xây dựng mô hình nhà nước mới theo kiểu Xô Viết Nga. Từ phong trào này, đảng Cộng sản được thành lập ở một số quốc gia như Đức 1918, Pháp 1920, Anh 1920, Italia 1921. Đỉnh cao của phong trào là việc thành lập nhà nước Cộng hòa Xô Viết Hungary tháng 3 1919, Cộng hòa Xô Viết Bavaria Đức 1910 tháng 4 1919. Cuối năm 1923, phong trào tạm lắng khi các chính quyền của giai cấp tư sản tiếp tục tăng cường đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân. Tiếp theo, số 2 nhỏ, sự thành lập quốc tế cộng sản.
Sự phát triển của phong trào cách mạng 1918-1923, đặc biệt là sự ra đời của một số đảng cộng sản, đã đặt ra cái yêu cầu cần phải thành lập một tổ chức quốc tế để lãnh đạo cách mạng thế giới. Tháng 3 1919, Đại hội thành lập quốc tế thứ 3 quốc tế cộng sản được tổ chức tại Moscow. Tham dự đại hội có 52 đại biểu đại diện cho 35 đảng và nhóm cộng sản từ 21 nước châu Âu. Sự thành lập của quốc tế cộng sản đã đáp ứng các yêu cầu của phong trào công nhân lúc bấy giờ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân ở các cái nước châu Âu. Tiếp theo, phần kiến thức mở rộng. Quốc tế cộng sản có trụ sở tại Moscow trong thời gian tồn tại năm 1919 đến năm 1943. Quốc tế cộng sản đã tổ chức 7 đại hội đề ra đường lối cách mạng cho từng giai đoạn. Bản sơ thảo lần thứ nhất những cái luận cương về vấn đề dân tộc và về vấn đề thuộc địa của Lenin được thông qua tại Đại hội 2 năm 1920. Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở bản luận cương này con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Năm 1943, do sự thay đổi của tình hình thế giới, quốc tế cộng sản từ giải thể. Tiếp theo trả lời câu hỏi, trình bày những nét chính về sự thành lập quốc tế cộng sản. Sự phát triển của phong trào cách mạng năm 1918-1923, đặc biệt là sự ra đời của một số đảng cộng sản đã đặt ra yêu cầu cần phải thành lập một tổ chức quốc tế để lãnh đạo cách mạng thế giới. Tháng 3 1919, Đại hội thành lập quốc tế thứ 3, quốc tế cộng sản được tổ chức tại Moscow. Sự thành lập của quốc tế cộng sản đã đáp ứng được yêu cầu của phong trào công nhân lúc bấy giờ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân ở các nước châu Âu. Tiếp theo, Hai La Mã, cuộc đại suy thoái kinh tế năm 1929-1933. Trong giai đoạn 1924-1929, kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng, gây ra cái tình trạng sản xuất ồ ạt, hàng hóa ế thừa, cung vượt quá cầu. Trong khi đó thì đời sống nhân dân không được cải thiện, sức mua giảm dẫn đến suy thoái kinh tế. Ngày 24 tháng 10 năm 1929, thị trường chứng khoán New York sụp đổ. Cuộc đại suy thoái kinh tế bùng nổ ở Mỹ và lan rộng sang các nước tư bản chủ nghĩa khác. Từ lĩnh vực tài chính, đại suy thoái ảnh hưởng đến toàn bộ các ngành kinh tế. Cuộc đại suy thoái kéo dài 4 năm 1929-1933, trầm trọng nhất là vào năm 1932. Khi ông quan sát hình 2.3 biểu đồ sản lượng công nghiệp Anh, Pháp, Đức, Anh, Pháp, Mỹ, Đức tại giai đoạn 1929 đến 1938. Hàng ngàn nhà máy, xí nghiệp, ngân hàng phải đóng cửa, tổng thu nhập quốc dân của các nước tư bản chủ nghĩa sụt giảm nghiêm trọng, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Trong khi đó, số công nhân thất nghiệp lúc cao nhất lên đến là 50 triệu người. Tư liệu ở các nước công nghiệp chủ yếu của thế giới. Sản xuất giảm bớt từ 30% đến 50% tùy theo từng trường hợp và cái giá trị thương mại thế giới năm 1932 chỉ bằng 1/3 năm 1923. Sở Lao động Quốc tế đã tính toán rằng năm 1933 khoảng 30 triệu người không có việc làm trên thế giới. Embo lịch sử chủ nghĩa tư bản từ 1500 đến 2000. Nhà xuất bản Thế giới Hà Nội năm 2002 trang 263. Cuộc đại suy thoái không chỉ tàn phá nặng nề nền kinh tế mà còn gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với tình hình chính trị xã hội. Đại suy thoái đã dẫn đến sự thắng thế của chủ nghĩa phát xít, đặc biệt là ở Đức, và góp phần làm gia tăng mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa. Các em quan sát hình 2.4, người dân New York, Mỹ đã biểu tình yêu cầu chính phủ giải quyết nạn thất nghiệp và cải thiện đời sống vào năm 1930. Trả lời câu hỏi, trình bày những nét chính về cuộc đại suy thoái kinh tế 1929-1933.
thì những cái nét chính của cuộc đại suy thoái về nguyên nhân của đại suy thoái kinh tế là do trong những năm 1924-1929, kinh tế ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ, sản xuất tăng lên nhanh chóng, nhưng do sản xuất ồ ạt, nhu cầu và sức mua của thị trường không có, cho nên sự tăng lên tương ứng làm cho hàng hóa trở nên ế thừa và dẫn đến suy thoái trong sản xuất. Biểu hiện đó là vào tháng 10 năm 1929, cuộc đại suy thoái kinh tế bùng nổ ở Mỹ, sau đó lan rộng toàn thế giới. Tư bản chủ nghĩa, cuộc khủng hoảng đã diễn ra trên tất cả các lĩnh vực như tài chính, công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp. Khủng hoảng kéo dài gần 4 năm, trầm trọng nhất là năm 1932. Về hậu quả của khủng hoảng đó là kinh tế suy thoái nghiêm trọng, khiến hàng triệu người thất nghiệp, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, dẫn đến sự thắng thế của chủ nghĩa phát xít, đặc biệt là ở Đức, và góp phần gia tăng mâu thuẫn giữa các nước tư bản và đặt nhân loại đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới. Tiếp theo, Ba La Mã, sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu. Sự bất mãn với cái trật tự Versailles Washington được thiết lập sau chiến tranh thế giới thứ nhất, cùng với hậu quả nặng nề của cuộc đại suy thoái kinh tế năm 1929-1933 đã dẫn đến sự hình thành và thắng thế của chủ nghĩa phát xít ở châu Âu. Để thoát khỏi suy thoái, Đức và Italia đã phát xít hóa bộ máy chính quyền, chuẩn bị chiến tranh nhằm phân chia lại thế giới. Tại Italia, chủ nghĩa phát xít hình thành từ sớm. Năm 1919, B. Mussolini đã thành lập đảng quốc gia phát xít. Năm 1922, hàng chục nghìn người tiến quân chiếm Roma, gây áp lực buộc nhà vua phải đưa Mussolini lên làm thủ tướng. Năm 1925, chế độ độc tài phát xít được thiết lập, quyền lực tập trung vào Mussolini. Tại Đức, tháng 1 1933, Hitler lãnh tụ của đảng quốc xã, được bổ nhiệm làm thủ tướng. Tháng 8 1934, Hitler trở thành quốc trưởng, đã xóa bỏ nền Cộng hòa, thiết lập chế độ độc tài, từng bước tái vũ trang đất nước, chuẩn bị chiến tranh. Năm 1936, trục phát xít Berlin, Roma được thiết lập. Sự thắng thế của chủ nghĩa phát xít ở Italia và Đức đã dẫn đến hình thành lò lửa chiến tranh ở châu Âu. Các em quan sát hình 2.5, Mussolini bên trái và Hitler trong cái cuộc diễu hành tại Berlin, Đức năm 1938. Tiếp theo câu hỏi, trình bày những nét chính về sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu. Những nét chính về sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu. Sự bất mãn với trật tự Versailles Washington được thiết lập sau chiến tranh thế giới thứ nhất, cùng với hậu quả nặng nề của cuộc đại suy thoái kinh tế năm 1929-1933 đã dẫn đến sự hình thành và thắng thế của chủ nghĩa phát xít ở châu Âu. Để thoát khỏi đại suy thoái, Đức và Italia đã phát xít hóa bộ máy chính quyền, chuẩn bị chiến tranh nhằm phân chia lại thế giới. Tại Italia, chủ nghĩa phát xít hình thành từ sớm. Năm 1919, Mussolini thành lập đảng quốc gia phát xít. Năm 1922, hàng chục nghìn đội viên phát xít tiến quân chiếm Roma, gây áp lực buộc nhà vua phải đưa Mussolini lên làm thủ tướng. Năm 1925, chế độ độc tài phát xít được thiết lập, quyền lực tập trung vào Mussolini. Tại Đức thì tháng 1 1933, Hitler lãnh tụ của đảng quốc xã được bổ nhiệm làm thủ tướng. Tháng 8 1934, Hitler trở thành quốc trưởng, xóa bỏ nền Cộng hòa, thiết lập chế độ độc tài, tái vũ trang đất nước, chuẩn bị chiến tranh.
Năm 1936, trục phát xít Berlin-Roma được thiết lập. Sự thắng thế của chủ nghĩa phát xít ở Italia và Đức đã dẫn đến hình thành lò lửa chiến tranh ở châu Âu. Tiếp theo 4 La Mã, nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới năm 1918-1939. Một nhỏ về tình hình chính trị. Về đối nội thì đảng Cộng Hòa cầm quyền trong những năm 20 của thế kỷ 20 thi hành các chính sách đề cao sự phồn vinh của nền kinh tế, đồng thời đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân. Cuộc đại suy thoái kinh tế đã làm giảm uy tín của đảng Cộng Hòa, tạo điều kiện cho đảng Dân Chủ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1932. Việc thực hiện chính sách mới giúp tổng thống Roosevelt bước đầu ổn định tình hình chính trị, xã hội Mỹ cuối thập niên 30 của thế kỷ 20. Về đối ngoại, nước Mỹ thực hiện và đề cao chủ nghĩa biệt lập truyền thống, không tham gia vào quốc hội quốc liên. Dù Mỹ là nước đề xuất thành lập tổ chức này, trước sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ bùng nổ chiến tranh, chính quyền Roosevelt đã ban hành một số đạo luật để giữ nước Mỹ trung lập với các cuộc chiến tranh bên ngoài nước Mỹ. Bên cạnh đó, Mỹ công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô, thực hiện chính sách láng giềng thân thiện với các nước Mỹ Latin. Tiếp theo câu hỏi, nêu những nét nổi bật về tình hình chính trị của nước Mỹ giai đoạn 1918-1939. Về đối nội thì trong những năm 20 của thế kỷ 20, đảng Cộng Hòa liên tục nắm chính quyền, đề cao sự phồn vinh của nền kinh tế, ngăn chặn các cuộc đấu tranh của công nhân, đàn áp những người có tư tưởng tiến bộ. Năm 1932, đảng Dân Chủ giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội Mỹ. Việc thực hiện chính sách mới giúp Tổng thống Roosevelt bước đầu ổn định tình hình chính trị, xã hội Mỹ vào cuối thập niên 30 của thế kỷ 20. Về đối ngoại, trong những năm 20 của thế kỷ 20, giới cầm quyền Mỹ theo đuổi lập trường chống Liên Xô, tiếp tục thực hiện học thuyết Monroe, châu Mỹ của người châu Mỹ, để bành trướng thậm chí can thiệp về quân sự khi cần thiết khi đối với cái khu vực Mỹ Latin. Từ năm 1933, chính phủ của Tổng thống Roosevelt đã công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô, thực hiện chính sách láng giềng thân thiện đối với các nước Mỹ Latin. Hai nhỏ tình hình kinh tế. Giai đoạn năm 1924-1929, sản lượng công nghiệp của Mỹ tăng 69%, chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp thế giới. Mỹ đứng đầu thế giới trong các một số ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp ô tô, nhờ phương pháp sản xuất và quản lý theo di truyền của Hartford. Từ việc phải vay nợ các nước châu Âu, Mỹ đã trở thành chủ nợ và nắm 60% dự trữ vàng thế giới. Tình hình kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ nhất, kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng do thu được nhiều lợi nhuận từ cuộc chiến, nhưng xen kẽ với khủng hoảng nhẹ vào năm 1920-1921. Kinh tế Mỹ thực sự bước vào giai đoạn phồn vinh từ năm 1924 đến năm 1929, đưa nước Mỹ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế. Từ năm 1929 đến năm 1933, Mỹ lâm vào đại suy thoái, khiến sản lượng công nghiệp suy giảm một nửa. Hàng nghìn ngân hàng, công ty công nghiệp và thương mại bị phá sản. Sau khi lên cầm quyền, Tổng thống Roosevelt đã thực hiện chính sách mới còn gọi là thỏa thuận mới nhằm giải quyết hậu quả của cuộc đại suy thoái. Các quan sát hình 2.6 minh họa chính sách mới, trong đó người khổng lồ tượng trưng cho nhà nước. Tiếp theo, phần kiến thức mở rộng, chính sách mới ở đây bao gồm các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế, các đạo luật phục hồi nền công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng được ban hành. Chính phủ Mỹ cũng tăng cường vai trò trong việc cải tổ.
hệ thống tài chính, tổ chức lại nền sản xuất, tạo việc làm mới ổn định, tình hình xã hội. Câu hỏi nêu ra các giai đoạn phát triển của kinh tế Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Các giai đoạn phát triển của kinh tế Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Năm 1918-1924 thì kinh tế Mỹ đã phát triển nhanh chóng nhưng xen kẽ với khủng hoảng, suy thoái nhẹ vào năm 1920-1921. 1924-1929, kinh tế Mỹ thật sự bước vào cái giai đoạn phồn vinh, đưa nước Mỹ trở thành trung tâm công nghiệp thương mại tài chính quốc tế. Năm 1929-1933, Mỹ lâm vào đại suy thoái khiến sản lượng công nghiệp suy giảm một nửa, hàng nghìn ngân hàng, công ty công nghiệp và thương mại bị phá sản. Từ năm 1932, sau khi lên cầm quyền, Tổng thống Roosevelt đã thực hiện chính sách mới được gọi là thỏa thuận mới nhằm giải quyết hậu quả của đại suy thoái. Tiếp theo luyện tập một tóm tắt những nét chính về các giai đoạn phát triển của châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1939.